Thưa quý vị, phiên giao dịch đầu tháng 2 chứng kiến hoạt động bơm thanh khoản mạnh của ngân hàng nhà nước cho hệ thống ngân hàng. Cụ thể, trong phiên hôm qua, mùng 1 tháng 2, nhà điều hành đã thực hiện mua kỳ hạn OMO gần 24.000 tỷ đồng, giá trị giấy tờ có giá từ 13 thành viên thị trường. Qua đó bơm ra lượng tiền đồng tương ứng hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng. Đồng thời có gần 25.000 tỷ đồng tín phiếu do ngân hàng nhà nước phát hành trước Tết đáo hạn, qua đó trả lại hệ thống ngân hàng số tiền tương ứng. Ở chiều ngược lại, chỉ có 12.326 tỷ đồng các hợp đồng mua giấy tờ có giá đáo hạn, tương ứng với lượng tiền ngân hàng nhà nước hút về. Tính chung ngân hàng nhà nước đã bơm dòng 36.674 tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tháng 2. Trước đó, cơ quan này cũng liên tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong 3 phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán, chủ yếu nhờ lượng tín phiếu phát hành trước Tết đáo hạn. Qua đó, đưa tổng lượng tiền ngân hàng nhà nước bơm dòng trong tháng 1 năm 2023 lên gần 122.000 tỷ đồng, cao hơn quy mô hút dòng 925 nghìn tỷ đồng trong tháng 12 năm ngoái. Một điểm đáng chú ý là nhu cầu vay cầm cố giấy tờ có giá của các ngân hàng có xu hướng tăng trong những phiên gần đây, khi số thành viên cần hỗ trợ thanh khoản tăng từ 5 trong phiên 27 tháng 1 lên 13 thành viên trong phiên 11 tháng 2. Trước diễn biến đó, Ngân hàng Nhà nước cũng tạm dừng hoạt động phát hành tín phiếu hút tiền về trong bốn phiên vừa qua. Dù vậy Ngân hàng Nhà nước đã không còn hỗ trợ thanh khoản OMO với kỳ hạn dài 91 ngày như tháng 12 năm 2022 mà chỉ tập trung ở các kỳ hạn 7 đến 14 ngày. Mặt khác lãi suất Việt Nam đồng lên ngân hàng liên tục tăng trong những phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán, phản ánh nhu cầu thanh khoản gia tăng của hệ thống. Theo số liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 1, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chính chiếm trên 90% khối giao dịch, đã tăng lên 6,23% một năm từ mức 6,13% trong phiên 27 tháng 1 và 6,09% ghi nhận vào trước kỳ nghỉ Tết. Trong một diễn biến khác, Fed vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và đưa ra rất ít dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương sắp kết thúc lộ trình thắt chặt chính sách. Giới phân tích cho rằng, điều này sẽ khiến ngân hàng nhà nước khó có thể duy trì thanh khoản hệ thống ở trạng thái quá dồi dào và lãi suất liên ngân hàng ít khả năng hạ nhiệt trong thời gian tới. Theo chứng khoán Vietcombank, một trong những mục tiêu quan trọng của ngân hàng nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2023 là đảm bảo tính hấp dẫn trong việc nắm giữ Việt Nam đồng, hạn chế dòng vốn chảy khỏi Việt Nam khi lãi suất huy động đô la Mỹ vẫn luôn được duy trì ổn định ở mức 0%. Do đó, đánh giá từ giả định mức lãi suất mục tiêu mà Fed hướng đến có thể giao động quanh 5% trong năm 2023. VCBS cho rằng, để đảm bảo các cân đối kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục cao hơn đáng kể so với năm ngoái. Mặt bằng trung bình khả năng cao neo quanh 7% đối với các kỳ hạn 1-3 tháng. Các thời điểm căng thẳng thanh khoản dự báo rơi nhiều hơn vào nửa đầu năm đối với các kỳ hạn ngắn có thể giao động ở mức thấp hơn trong điều kiện dòng vốn đầu tư có những diễn biến thuận lợi hơn so với kỳ vọng